Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Các nguyên thủ quốc gia gửi lời chúc ông Trump, ông Tập vẫn yên lặng. Sau khi Tổng thống Trump thông báo mình đã nhiễm NCOV, Thủ tướng các nước Ấn Độ, Đức, Anh, Úc, Canada, Tổng thống Đài Loan, Hàn Quốc, Nga Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gửi lời chúc phúc tới ông. Tuy nhiên đến nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa có động thái gì. Trang The Epoch Times cho biết, tiến sĩ Trương Thiên Lượng, nhà bình luận nhà bình luận chính trị Trung và Mỹ cho rằng bộ chính trị sẽ mất nhiều thời gian để thảo luận về tình hình hiện tại và chính quyền Bắc Kinh nên bày tỏ thái độ như thế nào. Theo ông Trương, Tập Cận Bình có thể không gửi lời hỏi thăm tới Tổng thống Trump vì những người chống Mỹ trong bộ chính trị sẽ không để cho ông Tập làm điều đó. Họ nhìn nhận rằng hành động này là dấu hiệu của sự nhu nhược. Lần đầu tiên phi cơ quân sự Mỹ tiếp liệu tại căn cứ Ấn Độ một máy bay quân sự Mỹ đã tiếp liệu tại căn cứ chiến lược của Ấn Độ tại quần đảo Andaman và Nicobar. Đây là lần đầu tiên phi cơ chiến đấu Mỹ tiếp liệu tại một căn cứ Ấn Độ. Sự việc diễn ra vào lúc tại vùng biên giới Ấn và Trung, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng. Báo chí Ấn Độ hôm qua, ngày 2 tháng 10 năm 2020, cho hay một phi cơ T-8 Poseidon chuyên săn tàu ngầm và trinh sát trên biển đã hạ cánh cách nay một tuần tại căn cứ quân sự chiến lược của New Delhi trên Ấn Độ Dương. Hoạt động tiếp liệu của phi cơ Mỹ diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận hỗ trợ hậu cần song phương gọi tắt là Lomoa ký kết hồi 2016 sau khi thỏa thuận này chính thức có hiệu lực từ năm một, từ năm 2017, các hoạt động hỗ trợ tiếp liệu song phương từng diễn ra một số lần, nhưng chỉ là trên biển mới đây nhất hồi tháng 9, một tàu chiến Ấn Độ đã được một tàu chở dầu của Mỹ tiếp liệu. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, phi cơ Mỹ đã có mặt tại căn cứ nói trên trong vài giờ, trước khi tiếp tục lộ trình theo các nhà quan sát, dù chỉ là một hoạt động tiếp liệu thông thường, nhưng hiện diện đợt lần đầu tiên của một phi cơ chống ngầm và trinh sát Mỹ tại căn cứ chiến lược của Ấn Độ gửi đi một thông điệp rõ ràng. Giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump nhiễm NCOV Bill Stephen, 42 tuổi, giám đốc chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump nhận kết quả xét nghiệm dương tính với ncov tối ngày 2 tháng 10 và đang có những triệu chứng giống cúm nhẹ theo Politico. Các nguồn tin nắm được tình hình cho biết ông Stepien sẽ tự cách ly cho đến khi hồi phục. Phó giám đốc chiến dịch Justin Clark sẽ điều hành hoạt động tại tổng hành dinh ở bang Virginia, trong khi Stepien làm việc từ xa và giám sát hoạt động tranh cử của Tổng thống Trump. Bà phóng viên Nhà Trắng nhiễm NCOV, The Hill, đưa tin ba phóng viên ở Tòa Bạch Ốc hôm mùng 2 tháng 10 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán sau khi Tổng thống Trump xác nhận ông nhiễm COVID-19. Danh tính ba phóng viên chưa được tiết lộ Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng cho biết một số phóng viên đang tự cách ly trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Bão lớn tấn công nước Pháp, hàng chục nghìn ngôi nhà bị mất diện. AFP đưa tin, một cơn bão lớn đã đổ bộ nước Pháp hôm mùng 2 tháng 10. Giới chức cho biết, gió dữ dội, kèm mưa lớn đánh sập nguồn điện của hàng chục nghìn ngôi nhà dọc theo bờ biển, phía tây đại dương và gây lũ lụt tàn phá ở Đông Nam cơn bão mùa thu ập đến vùng Brittany của nước Pháp. Trong đêm, với gió giật lên tới 186 km một giờ, tại Bellemere, Bel một hòn đảo ngoài khơi bờ biển Brittany gần Nantes. Chính quyền địa phương cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã được huy động để dọn cây cối và cột điện đổ lan liệt trong bão. Chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo trong khu vực nhiều trường học và công viên phải đóng cửa, dịch vụ tàu hỏa bị tạm dừng và người dân không được phép đến gần các bờ biển. Đức kêu gọi EU trừng phạt Nga vì vụ Novoni. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Hiko Maas hôm nay kêu gọi Liên minh châu Âu, được viết tắt là EU, trừng phạt Nga vì đầu độc thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny bằng chất độc thần kinh Novichok bị quốc tế cấm theo Reuters. Các biện pháp trừng phạt. Trừng phạt phải luôn được nhắm đến và phải tương xứng. Việc vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về vũ khí hóa học như vậy phải đáp lại, ông Marsh cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Đức hiện đảm nhận chức vụ tịch luân phiên của EU. Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về phản ứng và các biện pháp trừng phạt có thể áp lên Nga tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo vào ngày 15 và 16 tháng 10. Campos phá hủy một cơ sở do Mỹ xây dựng ở căn cứ hải quân Rim. Theo tình hình, ảnh vệ tinh được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, được viết tắt gọi là CSIS, trụ sở tại Washington, dc công bố hôm 2 tháng 10 năm 2020, chính quyền Phnom Penh đã cho phá hủy một cơ sở mà Mỹ đã xây dựng tại căn cứ hải quân lớn nhất. Nước này, sự kiện xảy ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang ngày càng lo ngại trước khả năng Campuchia cho Trung Quốc sử dụng các hải cảng của mình. Theo CSIS, các hình ảnh của căn cứ hải quân Rim mới chụp được cho thấy là chính quyền Campuchia đã cho phá hủy cơ sở do Mỹ xây dựng vào tháng 9 vừa qua. Và hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng tỏ ý quan ngại trước thông tin. Theo đó, cơ sở dùng làm trụ sở bộ phận chiến thuật của Hải quân Campos mà Mỹ tài trợ đã bị phá hủy, đồng thời yêu cầu chính quyền Campos giải thích. Trong một thông cáo, Lầu Năm Góc nói rõ, chúng tôi quan ngại trước khả năng hành động phá cơ sở đó liên quan đến kế hoạch của chính quyền Campos, đón nhận phương tiện và nhân sự của quân đội của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa các nhà vận động cho học sinh ở Thái Lan yêu cầu cải cách giáo dục toàn diện. Các nhà vận động cho học sinh tự xưng là nhóm học sinh xấu của Thái Lan đã đi một vòng qua các trường trung học ở Bangkok bằng xe tải vào ngày 2 tháng 10 trong một cuộc biểu tình được các học sinh cổ vũ để yêu cầu các cải cách giáo dục và chấm dứt tình trạng quấy rối học sinh và bỏ các quy định trường học mà họ cho là lỗi thời, theo Reuters. Các cuộc biểu tình ở trường học là một phần trong phong trào biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ hồi tháng 7, kèm theo mục tiêu đòi hỏi dân chủ hơn. Một số nhà vận động cũng đòi hỏi cải cách chế độ quân chủ đầy quyền lực ở Thái. La Pompadre, một nhà hoạt động từ nhóm tự xưng học sinh xấu, đứng bên ngoài một trường ở Bangkok hô to rằng hãy dừng quấy nhiễu học sinh, hủy bỏ các quy định lỗi thời và cải cách giáo dục toàn diện. Từ sau cổng trường, các học sinh cổ vũ những người biểu tình, hát những bài hát chế nhạo nội quy trường học và chào bằng kiểu chào ba ngón. Ba ngón tay của các nhà vận động ủng hộ dân chủ. Tại một trường học, học sinh đặt một tấm biển trên cổng ghi giáo viên trường này quấy rối học sinh sốc và đáng xấu hổ. Cựu trợ lý của Clinton và Obama nói, tôi hy vọng Trump qua đời. Một cựu phát ngôn viên của bà Hillary Clinton đã bị chỉ trích vì những bình luận gây sốc và đáng xấu hổ sau khi cô này phản ứng với tin tức Tổng thống Trump dương tính với COVID-19 khi nói, tôi hy vọng ông ấy sẽ chết. Zara Rahim, người cũng từng làm việc trước cựu Tổng thống Barack Obama. Trong thời gian ở Nhà Trắng, đã đăng dòng tweet trên, nhưng hiện đã bị xóa sau khi ông Trump thông báo rằng hai vợ chồng ông đều nhiễm COVID-19, theo The Express. Bà Rahim nói, tôi biết việc viết là dòng tweet này đi ngược lại phẩm giá của tôi, nhưng tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ chết. Tôi cảm thấy rất thoải mái sau khi nói ra điều này. Cô viết ra dòng tweet kế tiếp. các bình luận của cô này đã làm dấy lên phản ứng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Người dẫn chương trình GMB, Pierre Morgan, một người bạn của Tổng thống Trump đã tweet thật sốc và đáng xấu hổ. Dòng tweet hiện đã bị xóa, này là phản ứng của Zara Rahim, cựu nhân viên Nhà Trắng của Obama và cựu phát ngôn viên quốc gia năm 2016 của Hillary Clinton. Trước việc Tổng thống Trump xét nghiệm dương tính với Covid-19. Một người dùng mạng xã hội bất bình khác tweet, "Cô ta đã làm việc cho Hillary, cô ta không có khái niệm đạo đức." Một người dùng Twitter khác nói, "Sau khi ông Trump tái đắc cử, tôi tự hỏi liệu cô có đủ khả năng để ngẫm lại rằng chính những người khủng khiếp như cô đã giúp ông ấy tái đắc cử." Tôi nghi ngờ điều đó. Một người khác nói, "Thật khủng khiếp khi rủa chết ai đó ngay cả khi bạn hoàn toàn không đồng tính với họ. Một bài đăng từ một người dùng Twitter khác nói, cô không bao giờ nên rủa chết một ai đó. Đây là những bình luận thô thiển và một sự đánh lạc hướng rất không cần thiết. Tài khoản Twitter của cô này đã được chuyển sang chế độ cá nhân. Rạng sáng hôm nay, ông Trump đã lên Twitter thông báo rằng ông và đệ nhất phu nhân sẽ phải đi cách ly và điều trị sau khi xét nghiệm dương tính với virus. Các quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ nhưng không mất khả năng lao động, và ông sẽ tiếp tục làm việc tại khu cách ly để tránh lây nhiễm cho những người xung quanh. Tránh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết, Tổng thống hiện vẫn đang tiếp tục duy trì công việc của mình và tôi lạc quan rằng ông sẽ phục hồi rất nhanh chóng. Kính thưa Quý khán đánh giả điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái kính chào tạm biệt. Với toàn thể quý khán thính giả, chúc gia quyến và toàn ban được an lành và hạnh phúc.